Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng với nhau để cái giá trị văn hóa của thành viên nhà Mây, một trong 10 cái điều văn hóa, và chúng ta sẽ luôn luôn cùng đồng hành, cùng nhắc nhở cùng với nhau để gì ạ? Cùng với nhau để thành công. Vậy thì cái hành trình của sự thành công nó như Chủ tịch Hoàng Mai Trung trong những cái buổi mà chủ nhật hàng tuần ạ. Vậy thì nhà Mây của chúng ta có rất là nhiều những cái tài liệu vô cùng quý. Thì anh chị em chúng ta hãy biết tận dụng và chúng ta hãy biết cách làm thế nào để cho cái thời gian của chúng ta nó tạo giá trị. Bởi vì thời gian nó chính là tài sản. Thời gian nó chính là tài sản. Chỉ một phút giây thôi mà chúng ta không tạo ra cái tài sản của mình, chúng ta không tích lại, lũy lại được cái tài sản của mình, thì chúng ta đã lãng phí vô cùng. Vậy thì 10 cái điều văn hóa của cộng đồng nhà Mây nó cũng là một cái phần kết tinh ở trong cái trí tuệ, ở trong cái sự yêu thương, ở trong cái sự cống hiến, ở trong cái sự phụng sự mà ở mỗi một cái thành viên nhà Mây đều có cái chất này. Và Phượng mong muốn rằng mỗi một anh chị em mới, mỗi một cái thành viên mới thì chúng ta hãy hỏi lại cái người giới thiệu mình đến đây rằng 10 cái điều văn hóa này nó thể hiện cái điều gì, 10 cái điều văn hóa này tôi đã có gì và tôi cần phải có gì và tôi cần phải làm gì để hoàn thiện nó. Và 10 cái điều văn hóa này nó giống như là một cái hành trình, một cái sự thành công mà chúng ta cùng với nhau xây dựng nó. Và cái gì để ghi nhận, cái gì để đánh giá, cái gì để làm rõ được cái giá trị văn hóa của một cộng đồng, cái giá trị văn hóa của một doanh nghiệp, hay giá trị văn hóa của một tập thể, đúng không, của một quốc gia hay của một đất nước, thì nó chính vào gì ạ? Nó chính là thời gian. Thời gian sẽ kết tinh ra tất cả những cái giá trị đấy. Đó. Vậy thì Phượng rất là mong muốn rằng các anh chị em chúng ta hãy gì ạ? Hãy cùng với nhau thuộc 10 cái điều văn hóa này, hãy nói với nhau bằng những cái điều này, và khi mà có những người này chưa đúng hoặc chưa thực hiện theo đúng những cái điều đó thì chúng ta hãy nhắc nhở, chúng ta hãy nói với nhau bằng những lời từ trái tim, bằng những lời yêu thương, để nói rằng đâu đấy chúng ta vẫn còn đang thiếu, hoặc đâu đấy chúng ta vẫn còn đang chưa hoàn thiện nó, thì chúng ta sẽ cùng với nhau để hoàn thiện. Và đấy chính là cái giá trị mà chúng ta sẽ xây dựng cho chính cái cộng đồng của chúng ta được mạnh mẽ. Văn hóa cộng đồng dành cho những người anh chị em thành viên của Mayland, thì chúng ta nhớ rằng chúng ta có 10 điều. Và 10 điều này thì nó là cái sự logic, đúng không ạ? Nó là cái sự logic và nó đều có ở bên trong mỗi chúng ta, và nó đều có ở trong cái chất của người thành công. Tức là cái người thành công ấy thì họ, cái gì nhỉ, người ta nói là gì ạ? Có trong đầu sẽ có trong tay. Và những cái lời nói của họ nó giống như một lời hứa, nó giống như một lời cam kết, và họ chọn và họ quyết tâm, họ làm được đến cùng. Chứ nó sẽ khác những cái người là họ chỉ nói thôi, còn họ không làm. Hoặc là họ nói, họ có làm nhưng họ không làm đến nơi chốn thì họ không thành công được. Còn ngày hôm nay thì chào mừng tất cả các anh chị em trở về nhà Mây để chúng ta cùng với nhau để trải nghiệm, cùng với nhau để thực hành, cùng với nhau để chung tay để tạo ra những cái giá trị này. Đó là gì ạ? Thứ nhất là cái sự tin tưởng. Thứ hai là sự tập trung. Thứ ba là sự tôn trọng. Thứ tư là sự trung thực. Thứ năm là sự sáng tạo. Thứ sáu là sự hỗ trợ. Thứ bảy là sự tích cực. Thứ tám là sự học hỏi. Thứ chín là sự đoàn kết. Và thứ 10 là sự trung thành. Mọi người thấy rằng là gì ạ? Trong một cái quá trình làm việc ấy, trong một thời gian từ quá trình làm việc từ bây giờ cho đến bây giờ, các anh chị em có thấy rằng là gì ạ? Yếu tố tin tưởng nó vô cùng quan trọng không ạ? Tin tưởng vào đâu ạ? Tin tưởng vào tầm nhìn, tin tưởng vào sứ mệnh, tin tưởng vào giá trị cốt lõi, tin tưởng vào cái điều mà gì ạ? Mà chúng ta đang chọn, nó rất là quan trọng. Đúng không ạ? Giống như anh Trung nói là gì ạ? Hãy cứ tập trung vào gì và chính bản thân bạn đi, còn cái phương thức và cái cách thức thì hãy để tôi lo, cái sự giàu có thì hãy để tôi lo. Thế thì cái người dẫn đầu và cái người làm dẫn đầu cho một cái đội nhóm, cái người dẫn đầu cho một cái tập thể và cái người dẫn đầu cho doanh nghiệp là người như thế nào, có đủ tâm tầm tài trí đức không, đúng không ạ? Đó, thế thì cái gốc rễ của Mayland, cái sự trở về của Mayland, và nếu như các anh chị thấy nó đã là và đã có ở trong các anh chị, đó là gì ạ? Đó là những người có tâm. Đó là những người luôn luôn mong muốn là gì ạ? Tôi sẵn sàng cho đi. Tôi sẵn sàng giúp đỡ. Và tôi sẵn sàng hy sinh. Đúng không ạ? Kể cả nếu như tôi có bị thiệt thòi một chút thì tôi cũng sẵn sàng. Miễn là để cho bạn vui. Miễn là để cho bạn hạnh phúc. Và miễn là để cho bạn
có giá trị, tăng trưởng giá trị thì tôi sẵn sàng. Thì đấy chính là một trong những cái gì ạ? Trong những cái chất của nhà mây. Chất nhà mây là gì ạ? Yêu thương, phụng sự, cho đi vô điều kiện và tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng tuyệt đối vào cái người dẫn đầu, tin tưởng tuyệt đối vào những cái người thành viên trong gia đình nhà mây, tin tưởng tuyệt đối vào những cái điều mà những thành viên ở trong nhà mây cùng gây dựng lên. Và nếu như bên ngoài kia có những người họ làm những điều chưa tốt thì mình luôn luôn phải hiểu rằng là gì ạ? Nếu chưa tốt thì có những điều mà họ hiểu chưa đúng thôi. Còn những cái điều mà gia đình chúng tôi, cộng đồng chúng tôi đang xây dựng, bởi vì chúng tôi có làm điều gì xấu cho ai đâu, chúng tôi chỉ mang lại giá trị trong cuộc sống này thôi. Cho nên là gì ạ? Chúng tôi tin tưởng những thành viên trong cộng đồng của chúng tôi còn hơn tất cả những điều gì khác. Đúng không ạ? Và khi mà mình tin tưởng được cái điều đấy rồi thì mình cũng phải gì ạ? Tin tưởng vào chính bản thân mình. Bởi vì ngày hôm nay nếu như mình còn không tin mình thì còn ai tin mình nữa? Và mình còn không tin mình thì mình còn tin vào ai nữa? Tin vào cái sự lựa chọn, tin vào tầm nhìn, tin vào trí tuệ, tin vào cái sự quyết định. Bởi vì ở ngoài kia là rất nhiều người là họ sống bằng bởi cái lòng tin của người khác, sống bởi vì là cái niềm tin của người khác mà quên mất mình là ai, và quên mất cái sự đam mê, cái sự khát khao, cái mong muốn của mình từ bao lâu nay đã bị đánh cắp, đã bị mất rồi đó. Thế thì nếu như chúng ta không có cái sự tin tưởng vào chính bản thân mình, tin tưởng vào người khác, thì cuộc sống này nó thực sự là nó rất là buồn, nó rất là nhàm chán, nó không có gì để cho chúng ta cảm thấy rằng là ai cũng nghi ngờ, ai cũng đáng tin. Nhìn một cái món ăn ngon mà cũng nghĩ là cái món ăn này nếu nó có độc thì sao, đúng không? Thế thì nguy hiểm quá, đúng không ạ? Thay vì cái việc là chúng ta được tận hưởng, chúng ta được gì ạ? Được chọn lựa những cái đồ tốt, thưởng thức những cái điều tốt, thì chúng ta làm mất cơ hội chỉ bởi vì chúng ta thiếu lòng tin thôi. Cho là gì ạ? Cứ tin, cứ yêu thì chúng ta sẽ được những điều tuyệt vời. Và muốn có được cái sự nhìn nhận và cái sự tin tưởng đấy thì bản thân mỗi một thành viên trong gia đình nhà mây chúng ta đều là những người gì ạ? Là luôn cho đi và luôn giúp đỡ người khác, những người có những cái tâm nguyện rất là lớn, những người mong muốn để mang lại những cái giá trị cho cộng đồng, những người mà có những cái tầm nhìn nó vươn xa hơn rất là nhiều, những người có cách gọi là gì ạ? Nhìn được cái giá trị vô hình đấy. Bởi vì hầu hết mọi người đều nhìn được cái hữu hình, những cái sờ được, cầm được, nắm được. Thế còn những người mà họ thành công, họ khác biệt những người không thành công là gì ạ? Họ nhìn thấy trước những cái điều mà người khác chưa nhìn thấy. Và bởi vì gì ạ? Họ tin tưởng và họ cho phép mình tin tưởng, họ cho một cái cơ hội, đúng không ạ? Cho một cái điểm tựa để tin tưởng vào người đấy, đúng không? Giống như anh Hoàng Mai Trung là một cái người học trò nghèo, dạ, ví dụ như vậy. Và bây giờ là anh ấy cần cái gì ạ? Cần cái nguồn lực để mình gì ạ? Ai có bút thì ủng hộ bút, ai có sách thì ủng hộ sách, đúng không? Để cho anh ấy thành công, anh ấy thành tài. Và khi anh thành tài thì anh sẽ tạo ra được giá trị, giúp đỡ được rất nhiều cho đất nước, cho quốc gia và cho rất nhiều những cái điều khác thì đã là tuyệt vời rồi. Ủng hộ như thế là đã là tuyệt vời, đúng không chị? Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà khi mà mình tin tưởng vào cái đường lối, cái cách thức và cái chính sách và những cái mà mình tham gia ở đây nó một cách rõ ràng thì các anh chị có thấy không ạ? Có nên tin tưởng không ạ? Và cái sự tin tưởng này nó bao nhiêu phần trăm? Và cái sự tin tưởng của anh chị bao nhiêu phần trăm nó thể hiện bằng chính cái việc mà chúng ta ra quyết định để chúng ta sở hữu bao nhiêu mây, chúng ta sở hữu bao nhiêu cái cổ phần, chúng ta sở hữu, bởi vì về sau nó sẽ mang lại cho chúng ta gì ạ? Chính là những cái nguồn lợi tức. Lợi tức này từ đâu ra? Lợi tức này từ chính những cái con người họ đang hoạt động ngày đêm, họ đang làm việc, họ tạo ra sản phẩm, tạo ra giá trị cho cuộc sống này. Đó. Và cái cơ hội ngày hôm nay mà chúng mình nói chuyện với nhau nó đâu còn nhiều nữa đâu. Bây giờ là hơn 2 năm rồi và đang ở giai đoạn 5 và chuẩn bị sang giai đoạn 6 rồi. Nó đâu còn nhiều nữa đâu ạ. Cho nên nếu như chúng ta thiếu và chúng ta yếu thì chúng ta khó để mà chúng ta có được cái thành công. Nhưng nếu như chúng ta tin tưởng và chúng ta quyết tâm và chúng ta lựa chọn thì chúng ta sẽ thành công lớn, đúng không ạ? Và một trong những cái tiêu chí của những thành viên nhà mây đó là gì ạ? Chúng ta tin tưởng để chúng ta thành công lớn, tạo ra kỳ tích và tạo nên giá trị. Và đấy là lý do tại sao mà khi mà chúng ta gặp nhau, chúng ta trở về, chúng ta đã là những người hạnh phúc, chúng ta đã là những người giàu có. Chúng ta, bởi vì chúng ta đã có trong đầu, chúng ta đã có cái niềm tin, chúng ta đã có cái sự lựa chọn trong đầu rồi, thì nó chỉ là gì ạ? Là hành trình, là thời gian để có trong tay thôi. Và cái ngày hôm nay thì tất cả anh chị em chúng ta hãy ăn mừng đi ạ. Hãy ăn mừng bởi vì chúng ta đã có những thành quả, đã có những cái giá trị kết tinh rồi, đã có những cái điều tuyệt vời mà chúng ta đã có rồi. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục gì ạ? Tiếp tục cùng với nhau đồng hành để cho những cái bước tiếp theo. Để trong upcom, chúng ta đã upcom vào cái ngày 29 tháng 9 năm 2020 vừa rồi, đúng không? 2021, cách đây là
chưa đầy một tháng đúng không ạ? Đấy, chưa đầy một tháng đến ngày mai là một tháng. Thế thì còn 2 năm nữa thôi. Và chúng ta mong rằng là gì nhanh hơn nữa để chúng ta có được cái thành quả. Nó đã rất gần nơi rồi. Và chúng ta đang gì ạ? Đang cùng với nhau để mong muốn cái ngày mà được rung chuông trên sàn quốc tế. Và chúng ta sẽ trở thành những con người gì ạ? Được vinh danh, trở thành những con người mà gì ạ? Được sánh vai cùng với những cường quốc năm châu trên thế giới, được làm những cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng là gì ạ? Bao nhiêu công sức, bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu cái thời gian mà chúng ta đã cùng đồng hành với nhau trong suốt một thời gian qua nó đã nở hoa. Đó là sự nở hoa tuyệt vời, đó là sự hạnh phúc. Và tuyệt vời làm sao khi mà chúng ta đang ở trong cái ngày đấy, đúng không các anh chị? Phượng đã cảm thấy một cái cảm xúc vô cùng tuyệt vời, không biết nhà mình có cảm nhận thấy không? Một cái cảm xúc mà chúng ta cùng với nhau để ăn mừng cho những cái thành tích, cho những cái thành tựu mà anh chị em mình đã cùng với nhau trong suốt thời gian vừa qua. Đã có rất nhiều đêm, đã có rất nhiều giao thừa đúng không ạ? Đã có rất là nhiều ngày chúng ta đã cùng với nhau làm việc từ gì ạ? Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng đúng không ạ? Liên tục, nó là hàng nghìn giờ lao động của hàng trăm nhân sự đúng không ạ? Của hàng chục nghìn những con người trong cộng đồng của chúng ta. Cho nên rằng là gì ạ? Càng ngày chúng ta càng tin tưởng, chúng ta càng yêu thương hơn, bởi vì ạ, nó là sự thật ạ. Nó là những cái mà chúng ta đã làm, là những cái chúng ta đã nói, chứ không phải là những cái mà chúng ta gì ạ, vẽ ra, nó không phải bánh vẽ. Đúng ạ? Cho nên các anh chị nhìn vào sự thật thôi, không cần nhìn vào cái thứ gì khác. Hãy nhìn vào kết quả mà Mayland, những cái thành viên của Mayland đang làm. Hãy nhìn vào hành động của những thành viên Mayland đang làm, thì các anh chị hãy biết. Và những anh chị nào đã làm và đã tin, thì chúng ta lại tin nhiều hơn, bởi vì chúng ta đã nhìn thấy cái thành quả nó rất là rõ ràng rồi. Và sự hạnh phúc mỗi ngày lớn hơn. Và ngày hôm nay là cũng một lần nữa lại rất là hạnh phúc và chúc mừng cho những anh chị thành viên mới đã đến với gia đình Mayland. Các anh chị hãy cảm thấy hạnh phúc, các anh chị hãy cảm thấy tự hào, vì đây đang là những cái thời điểm vô cùng tuyệt vời. Các anh chị đã được đón nhận những cái kết tinh từ sản phẩm, từ giá trị, từ cộng đồng trong suốt một thời gian vừa qua rồi các anh chị ạ. Các anh chị đã sẽ nhận được rất nhiều món quà, các anh chị nhận được rất nhiều niềm vui và rất nhiều hạnh phúc. Vậy thì không cần phải gì ạ, không cần phải lo lắng, không cần phải suy nghĩ nhiều, các anh chị hãy cứ nhận đi ạ. Nhà đã có sẵn rồi, các anh chị cứ vào, đúng không ạ? Anh chị cứ trải nghiệm, anh chị cứ gì ạ, yêu cầu thôi, đúng không ạ? Thì đã có những thành viên ở đây welcome và chào đón các anh chị. Và anh Trung nói là gì ạ? Trong một cái tập thể, trong cái tập thể, cái tư duy nó rất là quan trọng. Và cái tư duy nó dẫn đến cái hành động mà nó ra cái quyết định mà hành kết quả cuối cùng. Và trong cái quá trình làm việc thì có rất nhiều người có cái tôi, đúng không ạ? Có rất nhiều là tôi đã làm, tôi thế này, tôi thế kia. Nhưng mà anh nói rằng là gì ạ? Nó chẳng quan trọng. Khi trời mà không có đội mũ thì cũng bó tay, đúng không ạ? Khi thành công thì ai cũng là khi hết. Vì ai cũng cho mình là quan trọng thì chẳng đi được đến đâu cả. Còn khi ai cũng không quan trọng, tức là ai cũng quan trọng. Khi ai cũng quan trọng thì ai cũng có chỗ đứng của riêng mình và cũng có quyền lợi về thành quả như bất kỳ ai. Đúng không ạ? Sự công bằng và cơ hội đều có cho tất cả mọi người tùy theo cái giá trị của sự đóng góp. Doanh nghiệp mình là doanh nghiệp cộng đồng, nên quan trọng là đem lại lợi ích gì được cho xã hội, làm giàu được gì cho cộng đồng, và đương nhiên là cho chính bản thân mỗi thành viên trong doanh nghiệp. Đúng không ạ? Chứ không chỉ lợi ích riêng cho bất cứ ai riêng biệt. Cùng nhau lên thuyền và cùng nhau đi, mỗi người một chức năng nhiệm vụ. Đó, mọi người thấy không ạ? Một cái tư duy, một cái cách thức để định vị mỗi một người ở trong doanh nghiệp này, nó rất rõ ràng, nó rất công bằng, nó rất là minh bạch. Vậy thì anh chị đừng có lo nghĩ rằng là ngày hôm nay tôi đến sớm, ngày hôm nay tôi đến muộn thì tôi để mất quyền lợi gì không. Ngày hôm nay tôi mới bắt đầu đóng góp, còn các anh chị đã đóng góp 2 năm rồi thì tôi có thua gì các anh chị không? Hay là tôi có được cái gì hơn, hay tôi có được cái gì kém hơn các anh chị không? Thì tất cả những cái điều đấy mọi người thấy không ạ? Mọi cái sự so sánh đều là phập phiễng. Mọi cái sự mà gì ạ? Mong muốn nó đều là phập phiễng. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc ngày hôm nay. Hãy hỏi rằng tôi có thể làm được gì cho cộng đồng Mayland, tôi có thể đóng góp được gì cho Mayland, tôi có thể tham gia gì được ở đây. Thế còn cái việc mà gì ạ? Cái việc mà sự công bằng và cơ hội nó đã rõ ràng ở nhà mây. Ở nhà mây của chúng ta hãy yên tâm rằng đó là sự công bằng. Nó là cơ hội win-win cho tất cả mọi người. Chúng ta đừng quan trọng là chúng ta đã nhiều tuổi rồi, chúng ta 60 tuổi. Chúng ta cũng đừng quan trọng là chúng ta mới có gì ạ? Tôi còn trẻ lắm, tôi mới vừa tốt nghiệp ra trường. Đúng không ạ? Thì tôi có cơ hội gì ở đây? Tôi không có nhiều kinh nghiệm. Đó, tôi chưa có nhiều cái này, tôi chưa có nhiều cái kia. Các bạn hãy yên tâm rằng môi trường của Mayland là môi trường để giúp cho các bạn được là mình, được trở thành
và được là những cái điều gì mình muốn, được cống hiến, được phục sự. Và chắc là có lẽ thời gian đấy nó không còn nhiều nữa đâu. Thời gian để chúng ta được cùng với nhau trong những cái giai đoạn mà còn đang phôi thai, còn đang khó khăn này, nó cũng không còn nhiều nữa đâu, bởi vì doanh nghiệp chúng ta đang từng bước khẳng định những cái thành quả của chúng ta rồi. Cho nên là nếu như chúng ta lựa chọn và nếu như chúng ta đã chọn thì chúng ta hãy chọn mạnh mẽ. Chúng ta đừng làm hời hợt nữa. Nếu như trong 2 năm qua các anh chị đã làm thì ngày hôm nay Phượng muốn nói với các anh chị hãy làm mạnh hơn, hãy làm nhiều hơn để tăng tốc, để tốc độ, để sáng tạo, để chúng ta làm giàu được gì cho cộng đồng, làm được lợi gì cho xã hội và làm được cái gì cho mỗi một cái thành viên của doanh nghiệp đó. Thứ hai đó là gì ạ? Đó là cái sự tập trung. Tại sao lại phải tập trung? Bởi vì là gì ạ? Không tập trung thì không tạo ra thành quả. Và cái gì nó tập trung thì nó mới mở rộng, đúng không ạ? Nếu như mà anh đi trên 2 con thuyền, chân anh bước, mỗi một chân bước ở trên một con thuyền thì anh có đi đến đâu không ạ? Còn chắc chắn anh sẽ rơi xuống sông, đúng không ạ? Bởi 2 con thuyền nó đi 2 hướng, vậy anh ở đâu? Anh rơi xuống sông. Đấy. Thế thì cách tốt nhất là gì ạ? Cái thời điểm và cái cơ hội này nó không có nhiều ạ. Anh Trung Anh mong muốn rằng tất cả hơn 90 triệu dân Việt Nam, nếu như tất cả chúng ta cùng là gì ạ? Cùng trở thành thành viên nhà Mây, cùng được sở hữu những cái gì ạ? Những cái giá trị của doanh nghiệp, thì khi mà doanh nghiệp thành công bây giờ nó đang thể hiện rồi, thì chúng ta được chia cho tất cả mọi người dân Việt Nam, và chúng ta cùng giàu, chúng ta cùng giàu, chúng ta cùng hạnh phúc, chúng ta cùng với nhau để phát triển, đúng không? Vậy thì có lẽ gì mà chúng ta không tập trung? Có lẽ gì mà chúng ta không đầu tư 100%, 1000% thời gian, công sức, trí tuệ vào phát triển cho cái doanh nghiệp này trong một thời gian gì ạ? Đủ lâu. Đủ lâu ở đây là gì ạ? Là từ 3 đến 5 năm. Nếu như các anh chị mà đã đi cùng đồng hành với anh Trung cùng doanh nghiệp từ thời đầu tiên cho đến bây giờ, Phượng xin chúc mừng ạ. Và Phượng còn xin chúc mừng nữa các anh chị, bởi các anh chị đã sở hữu rất là nhiều giá trị của nhà Mây rồi. Không phải sở hữu bằng cái Mây, đúng không ạ? Không chỉ sở hữu bằng Mây đâu, mà sở hữu bằng cả trí tuệ, bằng cả những cái gì ạ? Cái sự yêu thương, bằng cả cái sự gắn bó và bằng cả cái sự gắn kết. Nó có rất nhiều giá trị kết tinh ở đây, chứ không chỉ đơn thuần là một gì ạ? Là một cái sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp đâu ạ. Đó, thế cho nên là gì ạ? Cùng đồng hành, cùng phát triển, cùng hưởng lợi ích. Đó là cái tư duy của chúng ta. Chúng ta hãy chọn và chúng ta làm mạnh mẽ, và thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta đừng chần chừ nữa. Đã làm rồi, hãy làm mạnh hơn. Chưa làm, hãy chọn. Và quyết tâm làm, chúng ta cùng nhau đi. Và không bỏ lại ai trên cái hành trình này. Một trong những cái giá trị nữa, mà khi mà chúng ta đã có sự lựa chọn, thì bắt đầu chúng ta quay trở về, thì chúng ta hiểu được rằng là gì ạ? Những cái sự thành công lớn thì nó bắt đầu từ những thành công nhỏ. Và những cái sự thành công nhỏ thì nó bắt đầu từ gì ạ? Từ chữ nhân. Đó là cái bên trong. Đó là cái bên trong. Đó là cái bản thể của mình. Nó là những cái giá trị của sự hiếu thảo, của lòng biết ơn, của gì ạ? Của cái sự mà hiểu biết trong cái cuộc đời này, trong cái xã hội này. Nếu như chúng ta tôn trọng người khác thì chắc chắn người khác sẽ tôn trọng mình, đúng không ạ? Nếu như bạn cho đi sự hạnh phúc, bạn sẽ nhận lại được nhiều sự hạnh phúc hơn. Nếu bạn cho đi sự gì ạ? Sự yêu thương, bạn sẽ nhận được nhiều sự yêu thương hơn. Nếu bạn cho đi sự gì ạ? Sự thông minh, bạn sẽ nhận được nhiều sự thông minh hơn. Nếu bạn cho đi sự giàu có, bạn sẽ nhận được nhiều sự giàu có hơn. Đó là gì ạ? Đó là sự tôn trọng. Thế tôn trọng ở đây là gì ạ? Nếu như một người họ cho mình cái cơ hội này và sau 3 đến 5 năm mình có được một tài sản, mình có được sự thành công, thì mình có biết ơn cái người mà giúp cho mình cơ hội không ạ? Biết ơn cái người apply của mình không ạ? Biết ơn cái người đã giới thiệu mình cho ạ? Cho nên là chưa cần biết thành công hay không, nhiều hay ít, nhưng điều đầu tiên và quan trọng nhất nó luôn là lời gì ạ? Cảm ơn. Cảm ơn. Và nếu như ngày hôm nay chúng ta hiểu được, và đặc biệt là những anh chị em nào mà đã nhận được cái giá trị của Mylen trong suốt thời gian qua, thì ngày hôm nay Phượng cũng muốn các anh chị hãy nói, hãy nhắn tin hoặc gọi điện hoặc nói với người apply của mình rằng là biết ơn em, biết ơn anh, biết ơn chị đã cho em cái cơ hội này, biết ơn chị đã cho em cái môi trường này, biết ơn chị đã cho em một cái thời gian này để em được ở đây. Bởi vì là gì ạ? Khi mà chúng ta tôn trọng, chúng ta biết ơn từ cái người trên của mình, thì những cái người mà chúng ta ở dưới, đúng không ạ? Những cái người mà biết chúng ta, họ cũng sẽ làm theo thôi. Vậy thì chúng ta muốn là gì ạ? Làm vất vả hay làm thông minh? Chúng ta làm một cách dễ dàng hay chúng ta làm một cách khó khăn? Thì đó có phải chính là cái đức độ của mình không? Nó có phải là cái nhân cách của mình không ạ? Vậy thì cái nhân cách ở bên trong nó rất là quan trọng. Nó quyết định cái bên ngoài. Cái thái độ, cái sự đối xử, cái sự ứng xử của chúng ta
với bên ngoài như thế nào, thì cái sự sao chép của người khác dành cho bạn nó cũng tương tự như vậy. Vậy thì bạn muốn một cái kết quả như thế nào thì cái nhân bạn gieo nó phải tương xứng. Bạn muốn gieo một cái nhân tốt thì bạn hãy làm điều tốt. Đó. Thì chúng ta hãy quay trở lại những cái giá trị của bản thân. Chúng ta học cách tôn trọng, học cách biết ơn, học cách yêu thương, học cách trân trọng, học cách lắng nghe và thấu hiểu. Đúng không ạ? Hãy luôn luôn lắng nghe, hãy luôn luôn thấu hiểu để chúng ta cùng thành công. Bởi vì trong cái quá trình ấy, trong quá trình chúng ta làm việc với nhau, sẽ có rất nhiều hiểu lầm, sẽ có rất nhiều những lời nói không vui, hoặc sẽ có những cái điều mà làm cho chúng ta hiểu nhầm nhau. Nhưng riêng ở Mayland thì chúng ta hãy hiểu rằng là gì ạ? Chất của nhà Mây là gì? Chỉ làm điều tốt, chỉ nói điều tốt và chỉ mong muốn điều tốt cho người khác thôi. Còn những cái điều mà nó chưa đúng hoặc nó chưa tốt thì chúng ta hãy quay trở lại, nhìn lại điều 1. Đúng không ạ? Nhìn lại cái điều đầu tiên mà chúng ta đến với Mayland là gì? Cái điều đầu tiên mà chúng ta xây dựng ở Mayland là gì? Cái điều đầu tiên mà chúng ta cùng đồng hành với Mayland là gì? Và điều chỉnh lại. Bởi vì nó là thuận theo tự nhiên rồi, nó thuận theo những cái giá trị của sự thành công rồi. Chỉ có sự thật, chỉ có lẽ thật và chỉ có lẽ đúng nó mới tạo ra giá trị, nó mới tạo ra sự bền vững và nó tạo ra sự kết tinh thôi. Còn anh muốn làm một cái điều gì đó không tốt, anh muốn làm cái điều gì đi ngược lại với giá trị đấy thì anh không phù hợp. Đúng không ạ? Bởi vì cái sự phù hợp cho sự thành công nó đòi hỏi rất nhiều thứ các anh chị ạ. Nó không chỉ là cứ tôi có tiền là tôi vào. Nhưng mà khi mà anh có tiền đúng không ạ? Anh có giữ được nó không? Anh giữ được nó bao lâu? Thế cho nên người ta nói là điều cuối cùng sẽ sống cùng. Đã. Và cái người mà đi đến đích cuối cùng thì mới là người thành công. Ngày hôm nay anh đã có một cơ hội, anh đã có một hành trình, anh đã có sự tham gia. Nhưng mà gì ạ? Anh chỉ tham gia đến một đoạn nào đấy thôi thì nó không gọi là sự thành công cuối cùng. Nó chỉ là một cái khúc nào đấy trong cuộc đời mình thôi. Và Phượng mong muốn và Phượng biết rằng tất cả những người mà xây dựng chung tay ở cái cộng đồng này không mong muốn ai là gì ạ? Không mong muốn ai rời bỏ sớm. Mà chỉ mong muốn rằng là càng ngày càng đông, càng ngày càng nhiều, đặc biệt là những người Việt Nam ở tại Việt Nam và trên khắp thế giới. Chúng ta hãy về đây, chúng ta hãy cùng nhau, chúng ta hãy trở thành, chúng ta hãy là, đúng không ạ? Để chúng ta thành công đến cuối con đường này. Chúng ta đừng có gì ạ? Đừng có chỉ một nửa buồn lắm. Thực sự là như vậy. Không mong muốn những cái câu chuyện là gì ạ? Dừng lại ở một cái điểm nào đó. Bởi vì dừng lại là bởi vì chúng ta thiếu thông tin thôi. Dừng lại bởi vì chúng ta chưa hiểu thôi. Hoặc dừng lại bởi vì chúng ta có những cái thứ mà bên trong chúng ta còn chưa gì ạ? Còn chưa hoàn thiện. Thế thì nếu như có một cái điều gì đấy nó chưa đúng hoặc chưa thỏa mãn thì mình lại phải nhìn lại mình. Nhìn lại chính bản thân mình chứ đừng đi đổ lỗi cho người khác. Bởi vì hầu hết là gì ạ? Mọi người không thành công và những hầu hết người không thành công là chỉ đơn giản là họ luôn bao biện, đổ lỗi và oán trách cho người khác thôi. Họ đâu có nhận lỗi về mình. Nếu như ai cũng nhận lỗi về mình và nói rằng là gì ạ? Tôi xin lỗi, xin hãy tha lỗi cho tôi cảm ơn bạn, tôi biết ơn bạn, tôi yêu thương bạn. Ai cũng nói điều đấy. Thì có phải là gì ạ? Là mọi người đều hạnh phúc, đều yêu thương và đều trao cho nhau những điều tuyệt vời không? Thì thế thì chúng ta mới đi lên được, chúng ta mới đi nhanh được, chúng ta mới thành công nhanh được chứ. Còn ngày hôm nay chúng ta chỉ nghe nói những cái điều mà làm cho chúng ta cảm thấy là khó chịu, cảm thấy là cản trở thì làm sao mà chúng ta đi được những cái bước tiếp theo. Đó. Thế thì một trong những cái giá trị của Mayland và một trong những cái sự hạnh phúc của những người nhà Mây đúng không ạ? Bị trẻ, bị đẹp, bị giàu có, bị hạnh phúc là đây. Là cái chính là cái nơi mà chúng ta biết là chúng ta là ai, chúng ta làm gì và chúng ta ở đâu và chúng ta mang lại cái giá trị gì cho người khác. Và dù có một cái điều đúng hoặc chưa đúng đến với chúng ta đừng quan trọng. Chúng ta hãy quan trọng là gì ạ? Không cần trời biết đất biết, chỉ cần mình biết thôi. Mình làm một cái điều gì đó mà mình cảm thấy không hổ thẹn, mình làm một cái điều gì đó mà mình cảm thấy là gì ạ? Không mang lại cái điều không tốt cho người khác thì mình đã thắng rồi, mình đã hạnh phúc và mình đã thành công rồi. Cái thành công là nó trên cái hành trình chứ nó có phải ở cuối con đường đâu. Vậy thì ngày hôm nay trong cái hành trình mà cùng đồng hành với Mayland, cùng tham gia với Mayland, cùng đến với Mayland thì các anh chị hãy hạnh phúc bởi vì mình là chính mình không phải là ai khác cả. Mình là những cái thứ mình có và mình tôn trọng và mình trân trọng người khác và mình được trân trọng, mình được tôn trọng, mình được yêu thương. Đó. Vậy thì đấy là điều có phải tuyệt vời không các anh chị? Và tiếp theo nữa, đó là gì ạ? Cái yếu tố thứ tư, đó là sự trung trực. Những người sai hoặc là những người mà họ làm một cái điều gì đó không đúng ấy, thì họ rất sợ cái điều này. Họ rất sợ cái điều nói thật hoặc họ rất sợ những cái điều gì mà nó làm cho họ cảm thấy bị sai. Nhưng mà ở nhà Mây là gì ạ? Không có đúng, không có sai. Không phải là tốt hay là xấu, mà bởi vì chúng ta nói với nhau, chúng ta đóng góp cho nhau để tạo giá trị cho sự thành công, tạo giá trị cho cái người anh em, người bạn bè trong gia đình.
nhà mây đó, đúng không ạ? Tạo giá trị cho những thành quả của chúng ta. Cho là trung trực là một trong những yếu tố để làm gì ạ? Để chúng ta bảo vệ. Đến thời điểm này chúng ta đã xây dựng rồi ạ, đúng không ạ? Chúng ta xây dựng bởi bao nhiêu giờ làm việc, bao nhiêu nghìn giờ làm việc rồi, mà bây giờ chúng ta không bảo vệ, đúng không ạ? Không bảo vệ những thành quả, những giá trị mà chúng ta đã xây dựng rồi, thì có phải là nó vô cùng là thiếu và yếu rất nhiều thứ không ạ? Và cái điều quan trọng là gì ạ? Trước chúng ta chọn, đến bây giờ và cho đến về sau, nó luôn luôn là như một cái niềm tin, cái sự tôn trọng, cái sự biết ơn, cái sự chân thành, cái sự yêu thương. Khi mà chúng ta đến như thế nào thì sau chúng ta như vậy. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau, chúng ta nói yêu thương, thì ngày mai chúng ta phải yêu thương hơn, đúng không ạ? Chứ không phải ngày hôm nay chúng ta một kiểu, ngày mai chúng ta một kiểu, thì đó không bao giờ là một cái gọi là gì ạ, một cái sự liêm chính ở bên trong mỗi một con người. Và nó là chính là cái giá trị, nó chính là những cái mà chúng ta phải xây dựng, và nó là cái mà chúng ta phải trải nghiệm, và nó là những cái mà chúng ta phải gì ạ, hình thành ở bên trong mỗi bản thân chúng ta, đúng không ạ? Đó, cái sự trung trực, cái sự ngay thẳng, và cái sự là nói là làm, và làm là trân trọng bằng cái lời hứa của mình, bằng cam kết của mình. Một lời mình đã nói ra là mình phải cam kết, mình phải nỗ lực. Và nếu như chúng ta chưa làm được thì chúng ta nhận ra và chúng ta điều chỉnh, chúng ta sửa đổi cho nhau. Đó. Và cái tinh thần, cái năng lượng là gì ạ? Luôn luôn 100%, 1000% vì cái sự thành công của Mylen, của trí tuệ Việt, của đất nước, của tất cả chúng ta. Và chỉ một đích đi đến thôi, chỉ một mục tiêu duy nhất là gì ạ? Thắng lợi. Chúng ta chỉ có một đích đến duy nhất là thắng thôi. Và chúng ta sẽ phải làm bằng nhiều ngày, bằng nhiều giờ, bằng nhiều trí tuệ, bằng nhiều sự cộng hưởng, bằng nhiều sự cộng lực để chúng ta đi đến cái đích thắng lợi của chúng ta. Đi đến ngày mà chúng ta rung chuông trên sàn Hồng Kông. Đó. Đấy là một trong những cái giá trị. Bởi vì khi những cái giá trị kết tinh và những cái giá trị nền tảng, nó là nền tảng. Khi mà chúng ta luôn luôn cảm thấy hạnh phúc, chúng ta luôn luôn cảm thấy yêu thương, và chúng ta luôn luôn tràn đầy những cái sự hưng phấn cho một cái ngày mới, đúng không ạ? Cảm ơn đời mỗi sớm mai dậy cho ta ngày mới để yêu thương. Thì chúng ta phải yêu thương thì chúng ta mới có sáng tạo. Chúng ta phải yêu thương, chúng ta phải hạnh phúc, chúng ta phải trí tuệ, chúng ta mới tạo ra những điều tuyệt vời. Và Mylen là gì ạ? Một trong những yếu tố của Mylen đó là sáng tạo. Bởi vì chúng ta làm công nghệ, những người mà chuyên ngành về gì ạ? Về công nghệ là luôn luôn sáng tạo và tạo ra những cái sản phẩm. Và luôn luôn là update và cập nhật, đúng không ạ? Thế nhưng mà những người mà có trí tuệ thì lại sáng tạo ra gì ạ? Sáng tạo ra những cái thứ mà nó tiếp tục, và Mylen của mình là như vậy. Mylen của mình là chưa từng có và chưa từng xuất hiện. Nó đi theo cái cách đấy. Cho nên là cái cách mà chúng ta đi, cái cách mà chúng ta vượt qua những cái thử thách, vượt qua những cái khó khăn, nó luôn luôn không giống ai. Nó luôn luôn không giống ai. Bởi vì chúng ta dẫn đường và chúng ta mở đường. Thế thì cái điều gì dẫn lối cho chúng ta? Đó chính là cái tầm nhìn. Đó chính là cái sứ mệnh. Đó chính là cái giá trị cốt lõi. Và cái trí tuệ Việt Nam, cái khẳng định cái vị thế của Việt Nam trên thế giới. Và với cái sự sáng tạo thì chúng ta chỉ có tiến lên, và chúng ta chỉ có tiến về phía trước thôi, đúng không ạ? Mục đích của chúng ta là tiến về phía trước. Mục đích của chúng ta là luôn luôn suy nghĩ tích cực và thẳng tiến về đích là thắng lợi. Vậy thì cái sự sáng tạo này chính là một trong những giá trị để cộng hưởng. Ngày hôm nay đừng bao giờ phải lo nghĩ về khó khăn. Đừng bao giờ phải lo nghĩ rằng là thế này hoặc thế kia. Tất cả mọi thứ nó đều là giới hạn của bản thân mình. Còn khi mà chúng ta không có giới hạn, đúng không ạ? Chúng ta không có vấn đề, chúng ta chỉ có giải pháp thôi, thì lúc đấy giải pháp sẽ ra đời và sự sáng tạo sẽ ra đời. Và những cái ngày đầu tiên khi mà Phượng cùng những anh em ấy làm việc cùng nhau, anh chị có biết rằng là gì ạ? Zoom của chúng ta ấy, phòng Zoom này, là ngay từ cái thời đầu tiên khi mà mọi người chưa làm đến Zoom là Mylen đã làm Zoom rồi. Tức là Phượng nhớ rằng những cái ngày đầu tiên đấy là có Trung này, có Trung hiện nay đang là giám đốc của văn phòng Đồng Nai này, rồi là một vài anh em bây giờ cũng không còn có nhiều nữa đâu. Tức là cứ sau cái giờ Zoom như thế này là chúng ta lại tiếp tục quần quật là gì ạ? Đào tạo cho nhau, nói chuyện với nhau để thuyết trình. Ngày hôm nay để có những con người thuyết trình như thế này thì phải là rất nhiều giờ lao động và học tập và làm việc để có ngày hôm nay các anh chị ạ. Đó. Thế thì luôn luôn là sự sáng tạo và luôn luôn là cái sự hứng khởi. Và chúng ta phải luôn luôn nuôi giữ cái tinh thần này ở bên trong chúng ta thì chúng ta mới có được cái sự hứng khởi và luôn luôn tiến về phía trước. Còn nếu như chúng ta chỉ nhìn thấy vấn đề, chúng ta sẽ không thấy giải pháp đâu. Hãy luôn luôn chỉ nhìn thấy giải pháp thôi. Hãy luôn luôn chỉ nhìn thấy cái sự tích cực và luôn luôn chỉ nhìn thấy đích đến của chúng ta thôi. Thì ngày nào nó cũng là một ngày mới. Mỗi một ngày mới là một cái sự hứng khởi.
mỗi một ngày mới là sự yêu thương với bao nhiêu những cái điều mới mà chúng ta chưa biết đó, chúng ta chưa biết, chúng ta luôn luôn biết là chúng ta chưa biết, thì chúng ta sáng tạo được ra, học tập được rất là nhiều đó. Và ở Mayland thì có một cái điều như thế này ạ, các anh chị đừng lo lắng là các anh chị chưa biết gì, các anh chị đừng lo lắng là các anh chị chưa hiểu gì, các anh chị đừng lo lắng là ngày hôm nay tôi đến và tôi chưa nắm rõ được cái gì. Bởi vì tinh thần hỗ trợ của Mayland đó chính là cái tinh thần gì ạ? Cho đi vô điều kiện, là tinh thần phụng sự, là tinh thần yêu thương. Và tại sao mà có phòng Zoom 24/7? Đó là gì ạ? Hỗ trợ cho mọi người là gì ạ? 24/7. Không phân biệt về thời gian, không gian, không phân biệt về trưa hay chiều hay tối. Các anh chị có thể được hỗ trợ bất cứ lúc nào, miễn là các anh chị có thể dành được thời gian của mình, đúng không ạ? Và đấy là làm, nói và làm, đúng không ạ? Và từ ban lãnh đạo, từ người cho mình cái cơ hội này, từ cộng đồng và từ tất cả những cái hệ thống và ekip hiện nay đang hỗ trợ cho các anh chị, đúng không ạ? Các anh chị có thấy không? Những ai mà đã được học cái lớp của cô giáo Hạnh, từ trạng tay hóa vàng, rồi là cash flow, đúng không ạ? Học những cái tư duy và tư tưởng của những người thành công, học được những cái trí tuệ của những người giàu có trên thế giới. Chúng ta phải có trong đầu thì chúng ta mới có trong tay. Chúng ta đang được nhận hỗ trợ và cho đi vô điều kiện những cái khóa học đấy rất là nhiều tiền, nhưng chúng ta đang được nhận nhé. Vậy thì chúng ta cảm thấy thế nào? Chúng ta có cảm thấy là hạnh phúc vì điều đấy không? Và những cái người mà cho chúng ta, họ muốn gì ở chúng ta? Họ lấy cái gì của chúng ta không ạ? Hay là họ muốn chúng ta thành công ạ? Chúng ta hãy hiểu điều đấy. Nếu như bạn đến một cái môi trường và môi trường đấy chỉ mong muốn bạn thành công thôi, và họ hỗ trợ, họ giúp đỡ cho bạn vô điều kiện, thì bạn hãy chọn. Bởi vì ở bên ngoài kia không có nhiều những cái môi trường như thế này đâu ạ. Phượng có thể tự hào và Phượng có thể khẳng định với tất cả các anh chị em. Bởi vì ở đây là gì ạ? Chúng ta cùng nhau để thành công. Chúng ta cùng giúp nhau. Người giỏi sẽ giúp cái người chưa giỏi. Người khỏe sẽ giúp cái người yếu, để chúng ta không bỏ rơi ai trên cái hành trình này. Chính vì vậy mà cái tinh thần hỗ trợ nó giống như là gì ạ? Giống như mà cái tinh thần là một con ngựa đau thì cả tàu vào cỏ ấy. Một cái người mà họ còn chưa hoàn thiện, nó còn chưa tốt, thì những người khác đều cảm thấy là mình phải làm cái điều gì đó để mình hỗ trợ. Đúng không ạ? Thế thì nếu như luôn luôn trên tinh thần hỗ trợ là tôi cần, thì luôn luôn có người nói là bạn cần gì. Nhưng mà khi mà nói tôi cần thì bạn đưa lại cho bạn, thì bạn phải là say yes, đúng không ạ? Bản thân cũng phải gì ạ? Luôn luôn là gì ạ? Say yes. Và luôn luôn là gì ạ? Cũng cho đi và nhận lại, đón nhận lại. Nó giống như là cái việc cho và nhận. Chúng ta cùng gắn kết lại với nhau và cho nhau những cái điều tuyệt vời. Thì đấy là một trong những giá trị của thành công. Nếu như chúng ta đi một mình thì chúng ta sẽ đi gì ạ? Đi nhanh. Nếu như chúng ta muốn đi xa thì chúng ta phải đi cùng đồng đội. Vậy thì ngày hôm nay đến với Mayland, đến với gia đình Mayland, chúng ta ở trong một sự yêu thương, chúng ta ở trong một sự tin tưởng, chúng ta ở trong một sự gắn kết, và chúng ta luôn cho nhau những điều tuyệt vời, luôn cho nhau những điều tốt hơn để chúng ta tiến lên. Vậy thì đấy là lý do mà tại sao rất nhiều các anh chị là chủ doanh nghiệp, họ gì ạ? Họ dám từ bỏ doanh nghiệp của mình và họ dẫn cả toàn bộ những nhân sự của họ về Mayland để được cộng tác. Hay như anh Tuấn Hoàng ở Hòa Bình, đúng không? Anh là một người mà nếu như ở cái vị trí của anh ấy ngày hôm nay thì phải mất rất nhiều gì ạ? Mất rất rất nhiều tiền, đúng không ạ? Mất nhiều thứ để mới có được cái vị trí đấy. Mà anh ấy chọn để trở thành giám đốc văn phòng Mayland tại Hòa Bình, chọn đồng hành cùng tầm nhìn, chọn đồng hành với sứ mệnh và chọn đồng hành với cái sự phát triển, chọn đồng hành với tiềm năng, cơ hội, sự giàu có và sự thịnh vượng, thay vì cái cách mà thế mà mình đã lựa chọn. Thế thì tại sao lại như vậy? Tại sao lại có những cái kết quả và lại có những cái sự lựa chọn khác biệt như vậy? Bởi vì là gì? Nó phải là một cái gì đấy nó đúng, nó đáng, và nó làm cho mình cảm thấy rằng là gì ạ? Thời gian công sức của mình không lãng phí. Những cái thứ mà mình bỏ ra vào đây nó đều thắng, đều tạo ra tài sản, đều tạo ra mọi thứ cho mình, thì đấy có nghĩa là các anh chị đã thắng được. Nếu như các anh chị nhìn thấy những cái điều mà Phượng phân tích và Phượng nói cho các anh chị, thì các anh chị đã cảm thấy sự hạnh phúc ngay từ khi bắt đầu rồi. Không cần phải đợi đến khi nào mà lên sàn Hồng Kông các anh chị mới hạnh phúc. Và Phượng đã cảm nhận được cái điều đấy ngay từ bước đầu. Và Phượng tin chắc rằng tất cả các anh chị em mà đều từ những ngày đầu tiên ý, thì đều có cảm nhận đấy giống như Phượng. Đấy. Và các anh chị em mới, chúng ta hãy gì ạ? Hãy trang bị và hãy cho nhau những cái điều như vậy, thì các anh chị sẽ nhìn thấy là chúc mừng cho bản thân mình thì chúng ta đã ở đây, đã là một thành viên của nhà Mây, hoặc chúng ta sẽ là, chúng ta sẽ trở thành, đúng không ạ? Đó, và hình ảnh của người đàn ông này có tuyệt vời không ạ? Anh ấy giơ tay, đúng không ạ? Và anh cầm một cái cúp rất là to, chính là hình ảnh của chúng ta đấy các anh chị, chính là hình ảnh của những anh chị em thành viên nhà Mây. Chúng ta luôn luôn là gì ạ? Chúng ta chọn là người thành công. Chúng ta phải là người thành công ở trong đầu đã.
trong đó chúng ta hành động để chúng ta đi đến cái đích cuối cùng của chúng mình. Thế là những người thành công là họ nói không với gì ạ? Những từ tiêu cực. Họ nói không với những cái thứ gì ạ? Là vấn đề. Họ luôn luôn là gì ạ? Chỉ nói những điều tích cực thôi và chỉ chọn những cái giải pháp cho vấn đề thôi. Và khi mà có những cái khó khăn hay thách thức thì cái điều đầu tiên và quan trọng nhất đó là gì ạ? Đó là sự bình tĩnh. Đó là sự bình an để đón nhận, đúng không ạ? Và sau khi bình tĩnh, bình an đón nhận thì nó mới ra giải pháp được. Còn nếu như mà mình cứ bị quấn theo hoặc mình bị tất cả những cái thứ khác nó làm cho mình bị ảnh hưởng thì mình không còn những cái sự bình tĩnh và bình an để mình giải quyết được vấn đề đâu ạ. Thì để vượt qua và để tới được và sở hữu được cái điều này thì Phượng tin chắc rằng mỗi một người khi đến với nhà mây, các anh chị đều có cái điều này. Mỗi một anh chị khi mà các anh chị hiểu được và đến với cả được nhà mây nhân duyên để mình có mặt ở trong cái cộng đồng này, các anh chị đã có rồi đấy. Và đấy là một trong những chất của nhà mây. Thì ngày hôm nay tại sao Phụng nói là chúng ta trở về chỉ đơn giản là những cái điều mà Phụng nói từ đầu đến giờ ấy, nó đều ở trong anh chị hết rồi. Nó không phải ở đâu khác đâu. Và nếu như các anh chị cảm thấy nó thấm đẫm ở bên trong con người mình ấy, thì Phượng lại xin chúc mừng một lần nữa vì đó chính là gia đình của các anh chị ạ. Và người Do Thái người ta nói rằng là gì ạ? Một năm trung bình, người ta đọc trung bình là 64 quyển sách. Và Israel là một cái đất nước ở sa mạc nhưng lại là một cái đất nước mà người dân không bao giờ phàn nàn về tại sao nóng thế. Và họ tạo ra nước, họ tạo ra cây, họ tạo ra sự trù phú ở trên cái sa mạc đó. Tại sao lại như vậy? Tại sao họ lại làm được cái điều đó? Bởi vì tinh thần của họ là gì ạ? Tinh thần học hỏi, tinh thần tôi không biết, luôn luôn là trở về không, luôn luôn là tôi không biết gì. Mỗi một ngày mới tôi là một con số không. Và bởi vì tôi là một con số không thì tôi luôn luôn là không biết những điều mình không biết. Thì mình mới biết, đúng không ạ? Đó. Vậy thì một con số 80-20 đó là gì ạ? 20% nó thuộc về gì ạ? Thuộc những người luôn nói là tôi biết rồi, đúng không ạ? Thì họ luôn luôn ở trong cái nhóm là gì ạ? Luôn ở cái nhóm là cái tôi rất là lớn. Và bởi vì cái tôi rất lớn nên họ ở trong cái nhóm 95%. Là những người chỉ chiếm 20% tổng tài sản của thế giới thôi. Còn những người mà vào cái ô 80% là gì ạ? Don't know, I don't know. Không biết những thứ mình không biết. Thì lại họ lại, phần lớn, họ lại là những người không có cái tôi. Và phần lớn họ lại ở trong cái nhóm 5%. Là cái nhóm mà họ sẽ sở hữu tổng tài sản 80%, tổng tài sản còn lại của thế giới. Đấy, có khác biệt không ạ? Vậy thì cộng đồng của Melen, Phượng có thể khẳng định với các anh chị em là gì ạ? Đó là cộng đồng của những người chọn và học hỏi trở thành những người ở trong nhóm 5%, là những người có tư duy học hỏi, rèn luyện, chọn mình thành công, chọn mình giàu có, chọn hạnh phúc. Đó. Thì cái cộng đồng nhà mây có thể tự hào rằng đó là một cộng đồng học tập không ngừng nghỉ, học tập mỗi ngày, mở mắt ra là học, nói chuyện với nhau là học, trao đổi với nhau là học, đúng không ạ? Như chủ tịch Hoàng Mai Trung của chúng ta đấy ạ, là mọi người có tự hào không ạ? Ngày nào dù là lên sóng, đúng không ạ, ngày nào cũng học là tất cả các anh chị em lãnh đạo, tất cả nhân viên là nhân sự là cùng vào học có tinh thần học tập như vậy. Và chúng ta đang cùng ngồi đây, đang cùng nói chuyện với nhau ở đây, không, nó là sự chia sẻ nhưng đồng thời nó cũng là những cái gì ạ, là cái sự học hỏi ở nhau. Phượng cũng học hỏi từ các anh chị và các anh chị cũng học hỏi từ Phượng hay từ những người anh em trong gia đình khác, bởi vì chúng ta không thể giỏi tất cả mọi thứ, chúng ta chỉ giỏi ở một cái mà chúng ta biết thôi. Vậy thì ngày hôm nay vào Melen ấy, nó hay ở cái chỗ là như thế này ạ. Phượng cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì từ chủ tịch Hoàng Mai Trung cho đến tất cả những người giám đốc các văn phòng hay mỗi một cái nhân sự, họ đều là những người rất là tuyệt vời, họ đều là những người rất giỏi. Vậy thì môi trường Melen chính là một cái môi trường gọi là một cái nguồn khai thác về tiềm lực, về kiến thức, về tri thức vô cùng tận ạ. Và các anh chị hãy đừng bao giờ lãng phí cái thời gian của mình, đừng bao giờ lãng phí cái nguồn lực mà chúng ta đang có. Hãy học hỏi, hãy cùng với nhau để phát triển, cùng với nhau để thay đổi tư duy, thay đổi thái độ, thay đổi tầm nhìn, thì chúng ta sẽ thay đổi đến cái tầm tiền của chúng ta. Và luôn luôn xuất phát điểm là một cái tâm thái là chưa biết mỗi ngày, để chúng ta được học hỏi nhiều hơn. Và hôm nay cũng rất là biết ơn, cảm ơn các anh chị đã ngồi từ đầu giờ đến bây giờ để chúng ta cùng với nhau chia sẻ, cùng với nhau học hỏi. Và mỗi một buổi chúng ta ngồi với nhau thì luôn luôn nói về 10 điều văn hóa, nhưng chắc chắn nó luôn luôn là những cái điều nó có những cái giá trị khác biệt hơn. Nếu như thực sự chúng ta mong muốn học hỏi, chúng ta mong muốn để mang một điều gì đấy đến để cho những cái đội nhóm của mình, mang đến cho những người đối tác của mình, mang đến cho những thành viên mới của mình. Vâng. Và
Cái điều thứ 9 đó là sự đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh để chiến thắng, đúng không ạ? Và cái điều quan trọng là chúng ta là một. Đấy, 30.000 nhân sự đúng không ạ? 30.000 thành hơn 30.000 thành viên, chúng ta là một. Hơn 400 nhân sự và tất cả những người đang ủng hộ tại Việt Nam và trên thế giới, chúng ta là một. Chúng ta phải là một thì chúng ta mới chiến thắng. Và chúng ta phải là một đội quân gì ạ? Có đủ tâm, có đủ tầm, có đủ tài, có đủ trí tuệ để cùng với nhau đi đến thành công lớn, chinh phục được một cái đỉnh vinh quang và tạo ra những kỳ tích thì chúng ta mới có thể làm được. Cho nên là hãy tâm nguyện rằng chúng ta chỉ là một giọt nước trong đại dương mênh mông thôi, nhưng nhiều giọt nước nó sẽ hòa làm một, nó sẽ trở thành một đại dương lớn, và chỉ có những điều đó chúng ta mới đi đến cái thành tựu lớn thôi. Thì đấy là một trong những cái tiêu chí mà mỗi một thành viên nhà Mây chúng ta phải ý thức và chúng ta hiểu được rằng là gì ạ? Hãy đoàn kết, hãy tin tưởng, hãy yêu thương, hãy tạo thành một sức mạnh để chúng ta chiến thắng. Và chúng ta chỉ có thể chiến thắng khi mà chúng ta đoàn kết mà thôi. Nội bộ và tất cả những cái điều mà chúng ta gì ạ? Lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành công có gì? Chúng ta yêu thương, chúng ta gắn kết và chúng ta đoàn kết với nhau thì chúng ta mới thành tựu được. Và cái điều cuối cùng trong 10 điều văn hóa đó là sự trung thành, sự kiên định. Chúng ta hãy kiên định với cái sự lựa chọn của mình, kiên định với cái thành công của mình, kiên định với mục tiêu của mình, và chúng ta chỉ có cắm đầu mà làm thôi ạ. Cắm đầu mà đi thôi ạ. Cứ như vậy mà chúng ta cùng với nhau để cho cái sự thành công thì chúng ta sẽ đến cái đích cuối cùng. Đó. Và vừa rồi thì chính là những cái điều mà cũng chia sẻ về 10 cái điều văn hóa, 10 cái điều văn hóa cho những cái anh chị em, và những cái anh chị em mới rồi là những thành viên của gia đình nhà Mây chúng ta lại cùng nhau ôn luyện, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau thấm nhuần những cái giá trị này. Và Phượng mong muốn rằng là những cái buổi về văn hóa về sau thì không chỉ là mình bản thân Phượng chia sẻ đâu ạ. Phượng rất mong muốn rằng là sẽ có rất nhiều các anh chị cũng sẽ gì ạ? Sẽ đứng lên để chúng ta tiếp nối, để chúng ta chia sẻ những cái chương trình, những cái buổi như thế này cho những đối tác, cho những thành viên và cho những người tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Chúng ta là những người chọn đồng hành cùng với Đen. Chúng ta sẽ thấm nhuần những cái giá trị này. Chúng ta sẽ cùng với nhau lan tỏa những cái điều này đến cho khắp nơi những người mong muốn cái sự hạnh phúc, sự giàu có và sự thịnh vượng cho toàn bộ những người dân Việt Nam, cho toàn bộ mọi người trên thế giới này. Đó. Thế thì có một vài điều mà chúng ta cùng phải nhắc lại với nhau về cái tư duy và cái cách làm việc trong cái hệ thống tiếp thị marketing của chúng ta. Bởi vì chúng ta là gì ạ? Là một doanh nghiệp phát triển theo một cái gọi là affiliate marketing, giống như những cái tập đoàn và những cái tập đoàn lớn hiện nay trên thế giới. Và nó đi theo cái tinh thần là kinh tế chia sẻ, win-win và cùng thắng. Vậy thì khi mà cái văn hóa đầu tiên, đó là văn hóa biết ơn, văn hóa tôn trọng, là Phượng xin nhắc lại là cái điều đấy rất là quan trọng. Bởi vì những người thành công họ đều cần phải có sự biết ơn, cần phải thấu hiểu cái sự biết ơn và phải trân trọng và tôn trọng cái quy định, cái quy luật và cái quy chuẩn theo hệ thống, đúng không ạ? Và phải đảm bảo cái quyền lực đúng cho người giới thiệu là gì ạ? Tất cả những cái quyền lực đúng theo trật tự, đúng theo quy chuẩn thì chúng ta là đi theo luật nhân quả. Còn nếu như chúng ta chỉ có một cái thứ gì đấy mà chúng ta làm cho một cái lợi ích nhỏ thôi hoặc một cái điều gì đó không đúng thôi thì các anh chị hãy hiểu rằng là gì ạ? Chỉ là cái hiện tại thôi. Nhưng mà cái tương lai nó giống như cái việc là nếu như các anh chị bắn đại bác, đúng không ạ? Bắn súng lục vào quá khứ thì tương lai sẽ trả lời anh chị bằng đại bác. Vậy thì mình mong muốn tương lai của mình là đại bác hay mình mong muốn tương lai của mình là hoa trái thì nó thể hiện bằng chính cái hành vi, bằng cái sự ứng xử và bằng những cái hạt mà chúng ta gieo ngay tại thời điểm này, ngay khi chúng ta bắt đầu, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta phải thật là lưu ý cho Phượng cái việc này ạ. Và chúng ta hãy cứ làm đúng đi, đừng lo lắng, bởi vì cái sự thành công nó còn ở cuối con đường cơ. Chúng ta càng làm đúng chuẩn bao nhiêu thì cái sự thành công của chúng ta nó sẽ bền vững bấy nhiêu. Và có một cái điều nữa là hiện nay là trong cái cách làm việc là nhiều người là thiếu cái sự tôn trọng với cái người làm việc trực tiếp hay là cái người phụ trách cho cái thị trường, và chúng ta làm việc vượt cấp, chúng ta làm việc và chúng ta làm phiền cho những cái người trong những cái đội nhóm khác, thì chúng ta hãy nhớ rằng là gì ạ? Hãy chỉ làm việc với cái người gì ạ? Giới thiệu ra mình, hãy chỉ làm việc với cái người mà chịu trách nhiệm cho cái việc mà giới thiệu và những người trên. Thế còn là gì? Không có làm việc gì ạ? Không làm việc vượt cấp, không làm việc quá. Đấy. Và cái người mà giới thiệu, cái người mà ở trên là cái người là luôn hy sinh
sẵn sàng cái vì lợi ích cao nhất cho cái người được giới thiệu, sẵn sàng vì cái lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp, cho cái sự phát triển của cộng đồng. Không phải vì một cái điều gì đó mà mình làm ảnh hưởng, đúng không ạ? Mà cái điều quan trọng nhất ý, để mà mình phát triển cho một cái đội nhóm, cho một cái văn phòng, cho những cái hệ thống khách hàng về sau ý, đó là luôn luôn phải minh bạch, luôn luôn phải công khai, phải trong suốt. Tức là cái sự trong suốt nó càng rõ ràng bao nhiêu thì cái sự vận hành nó càng thông suốt bấy nhiêu. Còn nếu như chúng ta có bất cứ một cái điều gì này mà nó không rõ ràng, không minh bạch là tự chúng ta gì ạ? Tự chúng ta làm phiền cho chúng ta, đúng không ạ? Và tiêu cực chuyển lên trên, tích cực chuyển. Tiêu cực chuyển lên trên và tích cực chuyển lên dưới. Đấy là một số trong những cái tư duy và cái văn hóa làm việc mà chúng ta phải nhắc nhở cho nhau. Và nếu như làm chưa đúng thì chúng ta phải gì ạ? Điều chỉnh lại để làm cho đúng. Bắt buộc chúng ta phải làm cho đúng. Hệ thống là phải minh bạch, phải rõ ràng, phải trong suốt thì chúng ta mới đi được. Và đi ở đây chúng ta hiểu rằng gì ạ? Đây là cái cách làm việc và cái tư duy mà tại sao mà chúng ta cùng phải mong muốn để xây dựng, để thay đổi đi. Làm nào mà chúng ta giao tiếp, chúng ta làm việc nó văn minh, đúng không ạ? Nó tạo ra những cái sự mà văn hóa ứng xử, văn hóa đối xử, văn hóa tôn trọng, văn hóa biết ơn, nó rõ ràng hơn đi. Để làm gì ạ? Để bởi vì là chúng ta không chỉ xây dựng cho Việt Nam mà chúng ta còn làm việc với thế giới, đúng không ạ? Chúng ta còn đi chia sẻ và đi phát triển cho những quốc gia khác cơ mà. Vậy thì chúng ta không có được cái cách làm việc minh bạch, rõ ràng và đàng hoàng, trung thực, trung trực thì làm sao chúng ta làm việc được với thế giới? Thế cho là ở Mainland ấy, ngay từ ngày đầu tiên, các anh chị biết không ạ? Ngay từ cái năm đầu tiên khi mà chúng ta làm báo cáo tài chính là chúng ta đã mời kiểm toán độc lập và mời kiểm toán của quốc tế, đúng không ạ? Để họ gì ạ? Họ cùng đồng hành với chúng ta rồi đấy. Tức là ngay từ ngày đầu tiên chúng ta đã có tiêu chuẩn quốc tế để đồng hành cùng chúng ta rồi. Vậy thì tất cả anh chị em chúng ta hãy hiểu rằng là gì ạ? Chúng ta hãy định vị mình trở thành những cái người mà phát triển và cùng win-win trên thế giới. Vậy thì chúng ta phải phát triển và nâng tầm mình lên để cho nó gì ạ? Cho nó phù hợp, cho nó tương xứng và cho nó gì ạ? Cho nó hoàn thiện. Nếu như ngày hôm nay chúng ta có rồi, chúng ta hãy chia sẻ, chúng ta hãy mang lại cho những người anh em của mình. Còn nếu như chúng ta chưa có, chúng ta hãy hiểu rằng chúng ta chưa có và chúng ta dám nhận rằng chúng ta chưa có để mà chúng ta học, chúng ta phát triển lên. Còn nếu như là chúng ta luôn luôn nói rằng chúng ta biết rồi, chúng ta có hết rồi, chúng ta sở hữu hết rồi thì chắc chắn cái sự thành công nó sẽ đến, nhưng nó đến sẽ lâu, nó đến sẽ chậm và nó sẽ đến không nhiều. Vậy thì chúng ta muốn nhanh, muốn lớn, muốn kỳ tích thì chúng ta phải chơi kỳ tích. Và chơi kỳ tích ở đây là gì? Từ tư duy, từ thái độ, từ hành động, từ văn hóa của chúng ta cũng phải kỳ tích ngay từ khi bắt đầu. Đúng không ạ? Đấy, và đấy là lý do tại sao mà những cái buổi chia sẻ về văn hóa này liên tục đến với các anh chị để chúng ta hiểu rằng là gì ạ? Chúng ta đang là ai? Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta có cái gì? Và chúng ta sẽ sở hữu cái gì? Chúng ta còn phải sửa đổi, điều chỉnh những cái gì ở bên trong nhau? Là những cái điều mà chúng ta phải nhận ra và chúng ta hoàn thiện với nhau mỗi ngày. Và ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Và ngày hôm tới sẽ tốt hơn cái ngày, đúng không? Luôn luôn ngày hôm sau là tốt hơn ngày hôm trước, ngày hôm sau nữa là tốt hơn ngày hôm trước nữa. Đó. Thì đấy là cái tư duy và cách làm việc của nhà Mây chúng ta. Và vừa rồi thì đấy là những cái điều mà Phượng chia sẻ với tất cả các anh chị em trong gia đình nhà Mây. Phượng xin chúc cho tất cả anh chị em thành viên của chúng ta tăng trưởng về trí tuệ, tăng trưởng về những cái giá trị cho đi và cống hiến thêm mỗi ngày. Bởi vì là gì ạ? Nó cứ tuân thủ theo những cái giá trị của sự thành công thôi. Càng cho đi bao nhiêu thì bạn sẽ càng đón nhận mạnh mẽ bấy nhiêu. Cho đi mạnh mẽ và đón nhận từ khôi. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em.